đi xong về cách ly không đi đi cấm người đi à, trong cơ quan đi những người vợ vợ là kết bạn với lại vợ có nhân cơ quan là đi không được đưa lên ôi các bạn ấy yêu ra đi đúng rồi. Công ty vừa book du lịch xong 400 hơn 400 người đi. Đi đâu? 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 Cũng bán cái chiếc này là phải hủy rồi. Nếu không vé thì hủy được rồi, nếu không khách sạn thì lại càng phết đấy. Còn khách sạn thì khách sạn đầu tiên là bốc khách sạn đầu tiên. Toan rồi. Mẹ còn khách sạn nó không ấy đâu nhỉ? Không, tốn thôi, chưa đi thì không sao. Không bằng không, nó có thể sợ nhất là 400 người đi rồi. Đông nhất công ty em đông 400 người đi rồi. Đấy là một đấy thôi, một khối thôi. Còn cả công ty nó 2.000 người mà. Riêng cái khối em là khối quảng cáo, khối em hai là 800 người. Bên Sơn nó là công ty gì? Bên em là công ty truyền thông. Nhưng mà tên đây của nó là gì? VCCOM. Lên lên sàn nó mà. Lên Thành Tân đấy á? Chỗ anh Tân đấy. Thế Tân. Nguyễn Thế Tân. Nguyễn Thế Tân. Tức là anh hay mà anh hay đọc ở đây hay. Đúng rồi, Linh Hay là trang của ông đấy mà, ông chơi ở đấy mà. Nhưng mà tư nhân nhỉ? Và xin mời quý vị quay lại giờ đa số thứ nhất kinh nhưng mà nếu mà hơn 2.000 nhân viên là cũng khủng đấy. Cái công ty anh ví dụ là 2.000 2 nhưng mà doanh thu một năm em không để ý bao nhiêu đâu. Mình là một thật thì doanh thu của mình để ý thôi. Anh đừng nhầm bên em, mình hiển nhiên là anh phải biết. Đấy, bên em có trang mạng xã hội của Việt Nam đấy. Đấy, hơn lâu tốt đấy, nhưng mà họ sẽ đồng ý làm bóng đá như trận này. Sẽ chờ đợi việc Leicester tấn công ở hiệp thứ hai này như thế nào. Nhưng mà có vẻ mình là cái view nhưng mà nó phải bình tiếng Anh. Không, nó cắt ghép hai nơi này, cắt ghép những pha ghi bàn này, nó xử lý kiểu anh quản. Anh tưởng là nó chỉ đang lên trên. Nhưng mà nó xem gì này, thả vờ kiểu như là bình luận trên đấu. Cái nào cái bóng đá cạnh nhiều quá. Một trận có khoảng 8.000 người xem, có bao tiền. Quay trận và thường xuyên có những tình huống chuyển bóng. Ông cứ để ý tiếp ý, nếu mà ông muốn xem highlight. Nó kiếm được, kiếm được. Hay quá nhở. Ôi, xin ơi. Không à đấy là này tập của quả đấy mày mẹ là lớn chân phải sao thì người có một pha can thiệp chuẩn xác để khiến cho cầu thủ tấn công của Man Đỏ không có sơn chén nhỉ, thực hiện pha dứt điểm hôm nay về chung cư gặp đội trưởng đội Sơn này có phải gần gầy Sơn nó vẫn thế thế phong người mặc quần áo phong người vẫn thế khỏe thì trước giờ này này thầy tất cả kết quả từ trận đấu giữa Chelsea và Wolves Sơn bao nhiêu? Cho nửa sau của trận này khó lên may còn nhẹ hơn anh nhiều. Thế rồi thì là chục cân luôn. Chục cân luôn. Anh nhiều mấy cân? Thế mà chạy khỏe thế. Rồi có anh bây giờ cân kiểu gì? Anh di chuyển đỉnh điểm không? Chú đi chú đi chú đi chú không đẹp. Chú Sơn chắc được cân. Cái đồ này rồi rồi đấy em có biết không? Anh chú là chú chạy rồi chú đỡ bóng chân không ấy. Sơn khéo mà không đứng một chỗ, không đứng một chỗ, chú đỡ bóng, chú chạy một tốt một Sơn này với quả chân một mình anh vừa đỡ tức là anh đỡ một mình tức là anh kèm người anh đỡ thôi nhưng mà vừa chạy vừa đỡ là cái này mà không là thằng dễ hòa có hai thằng anh còn đỡ bước một còn tốt hơn em hòa cũng được với anh đỡ một hòa thì một em đỡ bước một được cả tốt là nào quay 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 vậy thì bóng đá chạm tay của Edini hôm nay anh đi đánh chuyền đầu quả đẹp, chuyền ra hẳn mấy quả, anh chuyền ra hẳn lúc mấy quả đẹp. Má ngoài thì phải chuyền giống kiểu Vero ngày xưa. Nhưng mà Đức. Nhưng mà Đức thì nó dướng cũng chậm. Đúng đi là thích đi thì biết. Không Đức đá nặng lắm đấy, chậm nhưng chắc nhàn. Khó bỏ à? Đá tỉnh khó bỏ luôn. Không phải là không
thấy có ba người mà quay cái đồ đơn dừng nói chuyện cái chó luôn bỏ luôn. Thì gà đó là mấy tiếng mà không đúng đấy. Nhưng mà Đức là ví dụ ba nó phải quay cái này dịch đã luôn. Để đây ông chuyên mà mai lúc này thì không đá như thế anh em mình đá ăn như xì nhiều người đấy là chúng người nó sáng thì ông cũng ngồi vờ anh nó phải mấy cái Captain Black ngày xưa hút đã thích rồi anh thì sáng mai là ba bốn giờ sớm là sô cô la hôm nay để đánh bóng xem hút được đêm ngày xem sớm cuối của hiệp đấu. Em là anh phải học sáng thứ hai. Thì con này chuẩn đấy. Cố nhật nhập vào gù xanh sáng học lờ đà lờ. Tôi để ra tôi trả để mua cái thuốc này. Anh mua hai. Đây là món quần của người sử dụng là nhiều thì nhé. Thứ hai là như là tôi học phần. Bình thường nó ốc cho nó ốc bình thường không phải ốc đá ấy. Anh chỉ cần xôi ba xào nó là đã mở nắp rồi, nhưng mà cái ốc này là anh ba xào sao anh vẫn lại nắp ấy. Xôi ba xào bung lên ba lần đúng không? Anh cứ nhà nó về cái bản là căn bản ấy, nhưng mà nó ngoan quá, ngoan có học được rồi. Lúc về tới tầng hầm vợ ba về chưa được ba về rồi thế để miệng đồ ốc bây giờ miệng không hết thì thôi thì khều hết ra để mai để các bạn nấu cái gì ốc này nấu cái gì không tôi cũng tất cả đâu đâu bất kể luôn để ăn ba cân cho mình để thỏ không phải đâu rồi à đầu triệu đô mấy chục triệu đô 70 triệu đô này ít nhất 70 triệu đô mà mấu mà không được vào mất 70 triệu Chelsea không được vào mất 50 triệu cái gì chả chúng ta chỉ hai không quá ngon Chelsea là mục tiêu của họ rồi chúng ta ở Liverpool biết giờ này là vô địch rồi hai vô địch mà nó lên được 99 điểm không có cần gì tôi thằng này vô địch xin đáng sao lên được năm ngoái nó cũng xin đáng Chelsea nó ổn định hết năm ngoái Chelsea vẫn ổn định một đều chủ nhất đây thôi. Thế chỉ là một đều. Đang một đều. Cuối hiệp 1 là 2-0 rồi. Đang nói Liverpool. 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 À, Liverpool bây giờ nó xong hết rồi. Thôi nhưng mà Chelsea Man City là 2-0 này. Sao nhỉ? Nó gì cho đăng cả. Eddie. Ông MU này. Eddie Chu. Rồi thảo đấy rồi. Harry Kane ghi bàn lại bị gỡ. Chỉ biểu của bên trong cái phòng được xem đã được khai thác đang hàng bằng gan không có chiều sâu về nhưng mà nó không thay đổi nhân sự ấy vẫn mấy thằng đấy kết quả này là MU thì đang MU bây giờ tâm thế là Trung Hòa có cho phát là chết mưa này hoàng dễ mưa này ngập quả này cuối trận làm bỏ phát nhiều biết là sân cỏ đấy sân nhân tạo bóng lướt như thế này mà nó vẫn khó. Sao cả mưa đấy bóng chờ đấy chờ. Sân mình đang thuê là 600 hay 900. Giờ mình đá là 600. Em ơi chung quanh này rẻ nhờ. Không có em đá tầm 5,5. Phải đâu nó vừa biếng. Tầm 900. Nó là nó cuối tuần thứ 7 à tháng 5 cố gắng giữ sức khỏe. Mẹ đâm mông sân 1 nha. 900. Giờ sân 2 600. Sân 2 luôn nó có 500 bây giờ nên hầu hết các sân đều là đấy à, hồi cấp 2 rồi đấy cao đấy
bắt đối mà hôm nào nó bùa nó bom cho phát thì thôi vỡ mồm. Năm ngoái à? Ở đây chứng kiến lại đánh nhau nhiều rồi nên dân trường Phúc rồi. Quay ra là nó bom phát là cả chục bốn rồi. Nói là ngắn nữa là trước còn đá là sân vận động Hoàng Mai. Nói ra sân nó đẹp đấy, nó chưa 4 sân. Đội, sân Hoàng Mai đẹp lắm. Đội 82 ấy. Sân Hoàng Mai đẹp lắm. Tì luôn ấy. Mắc là rồi còn em. Cổ đẹp. Mới này. Có anh đã giải đến đấy. Giải nhập quốc của chị Hoàng Mai. Giải thanh niên anh mình đẹp hơn. Đẹp hơn. Hoàng Mai đẹp hơn. Nhưng sân nó ngắn. Ở trong bể bơi trung tâm Hoàng Mai lên đường này. Cỏ nhá. À, dưới cái cỏ rồi á. Không, nó bôi dưới ngay trong hát hát ra đấy. Không, sau đó trồng cỏ. Anh là vào bắt đầu trồng cỏ để phục vụ cho SEA Games mà. Mẹ tao được cả cái huy hiệu vàng Hakuntara rồi. Đà Nẵng ấy kìa, chịu phó anh nào. Ừ, tôi biết. Gặp đây anh phải ngồi đây. Đây xin ngồi đây. Đây là cái mini nhắn. Nhắn đây. Nhắn đây. Nhắn đây. Nhắn ngồi như này dài và to. Dài to. Bắt em bắt chấm bên mày hết. Em ạ. Chấm em làm nhạc mà. Cái tổ chức bóng đá. Hồi lâu không về đá. Mãi có thời gian vào đá, đá trả khoảng xin bắt gôn được. Nói chung tuổi của mình đá, tuần 2 trận thành công rồi. Tuần 2 rồi. Duy trì tuần 2 trận là đẹp. Về cái đầy đủ qua ta tuần 3 điểm đi chẳng hãi. Em biết là em đưa anh vô 40 trận rồi. Tuần 3 trận là anh em tuần có trận thôi. Không, không biết ai. Không, không biết ai được. Hai trận đều là trận được. Nhưng rồi là tuần hai trận là ba trận. Sáu là không ghi ra được cú. Chúng ta cũng bảo là anh qua mình là sáu. Không, chúng ta phải đi kia. Cái thứ sáu là không chia được. Chia mà đỡ được thấp sang này chơi phát luôn. Giờ này một lần anh uống lấy bia nó luôn ngon quý cơ. Ông tôi nể cả luôn. Đúng rồi. Đúng được. Anh em chơi. Đông nhỏ ấy, hồi này ta trả tiền rồi. Anh em đồng kéo ra đâu không để ý cả. Thiếu người là phải mới gọi. Đúng 2 năm nghìn người đồng gọi nha. Đúng rồi, là tính hơi sai. Không, đúng rồi, là hú kia là được. Thật đeo chịu được. Ai cũng được. Đội trưởng này thiệt hòa nhiều. Ngày xưa mới trả tiền nhiều, là tao suốt ngày tao nói. Sơn ngày xưa. Anh em biết mà, đi làm nhiều, đội trưởng bỏ nhau nhiều khi. Ở sân cũ ấy em chia ra họ về sân thôi. Hy sinh không duy trì được. Làm sao bác từ vào hàng tổng mà phải chịu như thế được, ai chấp nhận được. Năm này năm trước chẳng thế, nói buông buông. Sao thì bây giờ anh mới bảo là phải chia ra ấy. Cái việc mà người đứng đầu đã tổ chức ở sân chơi ở chung cư em đấy là câu chuyện quá sợ. Xong rồi người ta tổ chức sơ xong người ta phải chịu khoản cái phí đấy là... Không, nhưng anh em mình nhìn thấy là không chịu được. Mình nói là sao? Em nhiều khi là cái đợt đấy em bận. Các bạn cái đợt cuối, Ý thức cơ. Có hôm anh em ra đá, bảo hỏi này đâu, thu tiền như thế nào. Mình nhắc ông Sơn đâu có đi đâu mà. Ông có nhắc đến chuyện tiền nong đâu. Ông ngại. Không phải ngại mà không có group nào đủ người như thế. 200 nghìn một tháng cũng phải. Nhiều người em bảo đi làm ăn mua được cả nhà. Quá rẻ luôn. Khỏe là bán cặp nhau tháng thôi. Quý 200 nghìn. Ông để ý mẹ đi chúc mẹ ông không đi nào mấy thịt một. Hoài xưa kìa. Ui kìa. Đấy xôi. Quái tía nó xong đấy. Dọc khe quả đấy đẹp thế. Chọc quả hay không? Quả hay chưa? Hơi là con lạnh tí. Chọc quả nhưng Đức nó chọc. Bắt quả. Hay nhiều khi nó đứt. Lên quả hay. Westmoreland và John Evans là những người quan trọng để bị bỏ lại bởi tốc độ. Đúng trận như này nhá, mọi thứ đau bỏ đi hết. Đau thì đang trên nó còn thiếu bán giả đấy, nó không giả nữa. Không, cũng duy trì như cái độ chủ nhật này này, là anh thấy là vui này. Còn ăn thua thì thôi sẽ chuyển sang sân sau. Rồi, ăn thua thì sân sau. Thua thì sân sau. Sân kia sân của đảng cũng không? Chí cho IOCP đấy. Sáu toàn superstar. Thì là anh em lên thôi, anh em thích đi thì sắp đá thì... Thế là hôm sau là đá nối à? Đá tốt cả. Anh thủ mốt. Anh không gì nhưng mà cái đội đấy anh nói là bản thân anh em đều là sao cả. Nhưng mà cái đoàn kết nó hơi kém tí. Đúng rồi, tinh thần đội đấy hơi kém. Không như ông Kỳ, ông Đức hôm nào chúng tổ Đức lành mà phải rượu bia đi chơi nhau nhiều nó thì nên hôm nào chúng tổ chức đội đáo đội của anh tí rồi đấy anh gặp người ta nặng đúng nhỉ hôm nào đội đấy đáo đội mình tí đâu như tí là chắc gì là thắng rượu bia nhất
như ngày xưa bảo là cái eco kit nhỉ, nhưng cuối cùng là thua đội gì bốn mấy mấy cao của mày nữa. Không nào, bắt đội thứ sáu nhỉ, đội sau đây chúng ta phải kèo đấy, sáu cao hết chủ nhật đây nhỉ, có hai sân, hai sân sáu sân 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 sân. Nhưng mà đội đấy nó thắng cái nhau đấy vừa là thằng thành lớn, nó không đường bia đâu nhỉ. Em rồi năm ngoái là chú đội soạn thành rồi em á, em là thông gió nhưng mà em đá toàn H2 với H3 một lần rồi. Tỉnh vào sân đá với tỉnh một lần rồi mà bỏ em nói đấy. Không phải anh hỏi sơn em nó chắc nào qua đây trở ra em sẽ học ra đứng cổ cũng được. Cả đội kia cũng thế, cũng nói chung là khá lối chơi nhiều nhưng mà em nói nhé, là vẫn khỏe, cày cày khỏe đến khi hết trận gì được, đến khi hết trận đi ra đi uống bia nhé. Còn tỉnh nó còn là tỉnh với tăng hạng hai tăng hạng trong các đôi lưới bóng thì nó của không nhận được thái nó lắm mồm này thể là lắm mồm. Anh nói là mày đấy là cùng cư dân với nhau, nhưng còn nếu mà ngoài thái thì vẫn cũng kiểu thích chỉ là áo lắm mồm. Anh nói bóng anh chả có năng leo. Nhìn đã chuyện đấy. Chú chuyện được, chuyện được mới thôi. Anh em mình có phải chuyên nghiệp đâu mà trách nhau rồi. Sao sẽ thấy được. Bóng nó xong rồi. Cô cũng chào. Bóng nó xong rồi thôi. Thưa anh em có sân chơi. Nói chung là cái đấy phải cảm ơn Sơn. Bây giờ mình vẫn có sân chơi đây. Sân chơi là thôi. Mỗi là có sân chơi. Mỗi em muốn biết sân hành cốc. Tú nhá, em đừng nghĩ mà nếu mà không đi đá bóng thường xuyên này cũng không có sân chơi hai này đâu. Ba đi. Chơi là Tú có chơi chén rượu rồi. Đây rồi, rồi. Cảm phết đấy. Anh này anh tham gia là tối này anh chưa về đây đâu. Hôm nay anh vẫn đang ở đến nhà cũ bên Bùi Tuấn Trạch kia. Ở đấy là trận đầu tiên mình đi mình đá xong lúc không được phải phải chạy vào trong góc sân nôn khang. Nhà em đang làm. Em đã lấy xin sơn vào group. Chắc em vào group với đá đây. Anh gặp người đầu tiên mà sao không nhỉ? Đầu tiên gọi ông nào đi đá, ông Nguyễn Thang. Ông đá sân bên cạnh, vào đá ghi hai bàn như được rồi. Về kể suốt rồi. Hôm nay em ghi bàn đấy. Anh ghi bàn người nào? Anh ghi công vũ trụ nhà tư đây. Đá sân bên cạnh nhưng mà nếu phải là đá sân bên cạnh. Phải đá sân bên mình. Nhầm anh mê cái ông đấy, anh đến bên cạnh ông đấy thì anh hỏi là ông đấy là cái sân này khỏe em lấy view không? Đúng mà tiếng người các bạn ông đây là gì nhỉ, quên mất rồi, ông phải trên tầng 24 ấy, sinh năm 81 tầng 2 tầng 24 như là Lan hay Lan không nhỉ, tầng trên tầng của em cái tầng nào ấy có một nốt riêng, tầng nào để tỏa mình nhé, tầng 29, 31, nhiều chung cư mình có nhiều đội, đá riêng của tầng ấy, anh thì nó đây đây đâu anh đọc từ bé đến nhiều tầng tầng nào đấy, không, tầng tầng anh kiểu đọc, nhưng mà có thể nó không vào group lúc bên đây em biết xem phim nhiều, khi đấy em xem phim chung với ta quân em xem phim đặc biệt là hai cái đang chia ra xem rồi, hai cái mất một tới là xem mình mới biết một cái chưa đi ra hai lần ba bao quát hơn trong khá sự nào hay mà là phải áo cuộc sống lớn nhiều lắm thế nào đang yên tâm thì là lấy là ai tâm lý là hiểu những cái bản chất mình có sẵn nhiều khi chưa bài gì thế hồi bé từ bé tháng hai mà thích yêu vị thích yêu vị để sau giảm giá. Về sau mà vào là ta đánh học từ đọc tào tháo từ mà sau hai tập sau này xem phim 2010 thì cực kỳ bổ ích tào tháo. Tào tháo nó giỏi, tháo giống kiểu là đối tác anh xưa là nguyên là nhiều khi nhưng mà nó giỏi nó đấy đúng chưa bán phải là nhà nào chỉ lợi dụng thôi trong tổng hợp được tất cả mọi thứ nó không giỏi chuyên về giải giải tin đấy ba miền đấy miền Nam miền chưa nói là chung miền Nam mà đấy ra đấy để gì mọi thứ đấy đại kim còn đâu nữa có bàn với hai đội đấy đại kim là cái gì điều hòa đại kim này mời đến cái đối tác tôi biết em cũng đi đá đất rồi bên xây dựng nói cái quyền rồi đấy nó đấy đấy không là không cứ giả đấy là nó không phải trả lại tức là mình
miền Bắc là khoảng 3 độ, miền Trung 3 độ, miền Nam 3 độ. Một trận là 4 độ, trận đá là đá, trận đá là đá, trận đá là miền Bắc là trận đá, trận đá là Trung 2 độ, miền Nam là vào, trận đá là Trung 2 độ. Trận đá là Trung 2 độ, trận đá là Trung 2 độ, trận đá là Trung 2 độ, trận đá là Trung 2 độ. Có lần bọn anh đến nhà công ty, công ty gọi là củi á, đá như là đâm vào bán kết rồi, đá thằng Hải, quay thằng Hải tàu. Nếu mà đá ra 6 tập đá là cũng không biết đá bán kết, có mình có 6 người rồi. Thế thì đá là đâm vào củi. Có những cái mình nhớ là lâu, chẳng hạn như mình những lúc kiểu khó khăn, thằng đã nhận nói câu mà tất cả những bán nghiệp bán thu để xuất bắt nguồn từ kiểu lúc sơ là thân sơ là hay sơn cùng thủy cận lần lần này sơ là 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 lấy à đúng không? Bằng không vào xe một em phải đi xóa anh xong nhưng mà sao không được mà sao anh hơn mà ừ. Cái sử dụng đấy để nó thành cái sơn cái chân đấy nó mới lấy được cái tay xuyên Thomas dừng đấy nó lại dừng cao tất cả mọi người nó còn dừng là anh mà vẫn thua mạnh quá nhẹ nhẹ nhàng thôi nó không thuyết nó tào lao không là tức là ví dụ thục thì ra quay về tất cả nhiều nhà dựng lên rồi nó là nhiều là mình tưởng ra vô ra mua chưa làm gì hết theo em ở đấy đến các cái ô vì lại nếu trong trong gạo nhá chuyện đấy để có chỗ quy loại nhá anh là cùng căn nhà em đúng không mấy em 26 anh là chín mươi mà hôm mà mày không anh em cùng đi ông đầu tiên đúng không mày xe bay là biết đúng không cái chỗ là khủng khiếp nha kể kể quả chuyện làm bao cứ vẫn còn nghèo không chẳng được con nghèo đâu cùng gạo cùng gạo yên tâm thôi anh là cùng gạo yên tâm hết mày sẽ lên nhà anh đâu nhớ anh còn đến ở dưới phòng mưa nhé anh ổn như thế ở tầng mưa là tầng mười một cái gì đó anh đi tòa rồi anh không nhà anh đâu chết vì vì cái vụ đấy anh đang không mấy anh đang không xuống rồi 10 đến 11 người nhau. Anh căn 10 à? Ờ, nhưng căn 10 thì vẫn là căn rộng nhỏ. Ờ, 11 cũng thế. Đấy là do trong thực này là căn 4 là rộng nhất. Ừ, đúng rồi. 10 là 11. Ở đây là 4 căn 5 nhau. Đấy, cục này 4 này nhất là làm nhau. Không 3. Không 4 thì không 5. À, không, anh không nói 2 phòng ngủ. Anh nói 2 phòng ngủ, còn nó 3 phòng ngủ thì là căn 5 thì căn 6 là rộng nhất. Ờ, 6 mới là 2 mới là 3. Căn 6 rồi nhất, đến căn 3, đến căn 2. Căn 5 này vẫn căn 2 là 3 nhỏ hơn căn 4. Căn 2 3 ngủ thì chỉ hơn căn 9 thôi. Nhưng mà là 9 3 ngủ là bé nhất. 9 3 ngủ là nó bé nhất. Nó là nó giống nhau. Em hiểu không? Căn 9 là thấy xấu. Xấu nhất. Xấu nhất. Mét dài 9 mét rộng đúng không? Vuông. Căn này vuông rồi hết. Anh đập đi. Đi nhá. Đập rồi nếu sức. Chuyển vị trí nội thất nó mà sức đây mà salon thật sức chuyển sang đi hồ chuyển hết ở cơm á cơm lên hai công việc xuống nhau chiều của ông thiết kế mà có cái nào cơm này gì nó đẩy như thế làm thì họ nhìn nó dối nên nhà mình phải nhìn nó khác nhà anh Cường là căn công lấy nhà số 11 anh Cường có bể cái ngoài đúng không bể cái ngoài à nhà tớ thì nói ra đấy bản thân tớ nếu mà thiết kế 3D phòng này tớ thiết kế được gần đây có thời gian không? Không. Nên là lên theo theo vợ thôi. Thực ra là em có thời gian em xây được cả chung cư này luôn. Đúng không? Có thời gian. Thế thôi. Có cái mà cứ nói câu này em cứ nói luôn nhé. Nhưng mà từ năm 2020 là không tham gia nhỉ? À? Phương ấy. Đức Phương ấy. Phương 80 ấy. Phương phòng cái gì ấy? Phương phòng. Trời thằng phải thật. Anh ấy như là bị trùng người chú chào ấy, chú là cái cục đá của sân chú thứ 2. Đá thứ 2, chặng đá thứ 2, thứ 5. Nhưng mà nó vẫn có ở trong đội bóng ấy rồi. Em có, em đây, nó có, em là chưa có trận ra mà. Nếu em đá thẳng ấy, em... Anh Vân à! Ôi trời, bé rồi, bé rồi.